Anh em này hôm nay là Ổn Thính được mấy hôm rồi tôi cũng không nhớ rõ, như là ba bốn năm hôm rồi đấy. Anh em nhìn này, khoai tím này, đây là cái hộp nó của tôi nó bị trương lên này, do là nó tràn lên đây, cả cả cái nắp này hôm đấy để kênh khoảng tầm 3 4 phân rồi nhưng mà đây là nó vẫn trào lên này. Bây giờ thì có mỗi cách là tôi nó đầy quá đấy, tôi dồn ra cái xô này tôi ủ vậy, cái xô nhỏ đây đấy. Thính được mấy hôm là bắt đầu nó nở ra là nó sẽ trào ra mà anh em. Nếu mà đầy cái xô này thì nếu mà để mà ủ được đầy cái xô này thì đầy cái thùng này thì chắc là mỗi thứ phải bớt đi cân thì nó mới đầy. Ôi giời ơi. Ôi giời, anh em nhìn này, đây. Nó đầy nó kênh lên cái lọ, nó phun lên. Đấy, mùi hôm nay cũng đã thơm rồi đấy. Nó đầy quá. Mùi này đã sắp đi câu rồi bà. Nó đầy quá, nó bị trào đấy. Đây, nước này, nước có bóng và cả các thứ này. Anh em nhìn này, mấy mấy hôm nó đã lên men này, nó dính vào mưa này. Đây này, men đầy này. Đã lên, đã lấm tấm lên men rồi anh em. Tôi san bớt ra đây để cho nó đỡ trào. Anh em sau mấy ngày thì cái này nó sẽ không nở ra nữa đâu, nên là anh em mình chỉ cần hót đi cho nó vơi đi thôi. Đấy anh em, bây giờ lấy túi ni lông đậy nắp vào là ok. Lau sạch cái miệng đi.
Men này, anh em nhìn men này. Đấy, cái men bỗng nó trào ra. Lên men. Bây giờ anh em đậy kín lại nó, ok. Đấy, anh em làm bớt đi khoảng chắc khoảng tầm 5-7 phân ấy, thì là nó sẽ không bị chảo. Rồi bây giờ được mấy hôm rồi thì chắc chắn là nó không bao giờ nó chảo nữa nhỉ. Anh em để đến lúc đi câu thì khui ra thôi. Đấy, anh em xong rồi này. Rồi, ok anh em. Đấy, anh em để trộn, nhỡ trộn nhiều quá giống như tôi bị chào, anh em xử lý rất chỉ là đơn giản thế thôi nhá. Anh em nào mà nhiều bỗng quá nó nặng mùi quá thì anh em bỏ ra trộn thêm cắm ngô cắm gạo, nhưng mà anh em làm theo đúng tỷ lệ tôi là ok, không vấn đề gì cả nhá. Chúc anh em làm tốt.